Lâm Chí Dĩnh băng bó toàn mặt, tay không cầm được đồ, ăn uống khó khăn sau chấn thương nặng. Sau vụ chấn thương nghiêm trọng hồi tháng 7, Lâm Chí Dĩnh nỗ lực hồi phục sức khỏe song vẫn gặp nhiều trở ngại. Thông tin nam diễn viên không thể trở lại dáng vẻ trước đây khiến cư dân mạng vô cùng lo lắng. Theo Sina, hơn 2 tháng kể từ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Lâm Chí Dĩnh hiện vẫn tích cực điều trị. Sức khỏe anh ổn định, cơ thể có dấu hiệu hồi phục tích cực sau 3 ca phẫu thuật. Tuy nhiên, nam diễn viên chưa thể vận động hay sinh hoạt bình thường. Do bị chấn thương nặng ở mặt, nhất là vùng xương hàm, nên anh không thể ăn uống bình thường. Tài tử phải gắn ống sonde được đặt từ mũi đến thực quản để đưa thức ăn mềm, sữa vào dạ dày thông qua mũi. Diện mạo sau tai nạn của Lâm Chí Dĩnh cũng là điều khiến nhiều người quan tâm. Nam diễn viên trải qua quá trình phẫu thuật 3D bằng kỹ thuật tái tạo gương mặt. Đây là phương pháp tiên tiến nhất hiện nay trong y học với khả năng phục hồi tối đa cho người bị tai nạn. Thế nhưng thông tin cũng tiết lộ Lâm Chí Dĩnh khó trở lại như xưa do phần xương bị nứt, vỡ và tụ máu sau vụ va đập mạnh. Đối với những người hâm mộ Lâm Chí Dĩnh, họ thực sự không quan tâm anh có thể trở lại diện mạo trước đây hay không. Sau một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng như vậy, anh ấy còn sống đã là một điều may mắn. Người đăng tải bài viết chia sẻ. Nhưng đến chiều ngày 10 tháng 10, một số phương tiện truyền thông đã tung ra đoạn video đưa tin về chấn thương của Lâm Chí Dĩnh với tiêu đề "Tin buồn, Lâm Chí Dĩnh không thể trở lại dáng vẻ trước đây, hiện tại chỉ có thể ăn qua đường mũi". Trong video nói rõ, Lâm Chí Dĩnh đã thành công ca phẫu thuật tái tạo khuôn mặt 3D, song phải đối mặt với vấn đề ăn uống. Vì khuôn mặt của nam diễn viên bị gãy nhiều chỗ, xương hàm bị biến dạng nên anh không thể cử động, chứ đừng nói đến việc nhai thức ăn. Vì lẽ đó, anh chỉ có thể tiếp nhận thức ăn qua đường mũi. Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bày tỏ lo lắng cho tình hình sức khỏe của ngôi sao họ Lâm. Đến tối vừa qua, Trần Nhược Nghi là bà xã của Lâm Chí Dĩnh tham dự lễ cưới của con gái nam MC Hồ Qua. Đây cũng là hoạt động công khai đầu tiên của cô sau khi ông xã gặp tai nạn. Có thể thấy, Trần Nhược Nghi sụt cân trông thấy vì bận rộn chăm chồng và ba con trai. Khi được hỏi về tình hình của Lâm Chí Dĩnh, cô phủ nhận những tin đồn tiêu cực trên mạng và khẳng định ông xã đang hồi phục rất tốt. Cô cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và công chúng đã quan tâm. Cách đây không lâu, nữ diễn viên Bạch Băng Băng đã chia sẻ về vết thương của Lâm Chí Dĩnh. Đó chỉ là một vết khâu nhỏ, không bị tổn thương da hay biến dạng ngoại hình nghiêm trọng như suy đoán của mọi người. Sau tai nạn, Lâm Chí Dĩnh bị sút cân với mức cân hiện tại là 55kg. Vì không thể xoay sở dễ dàng bằng tay phải, anh phải tập dùng tay trái. Nam diễn viên hiện tích cực tập cử động kết hợp các bài tập dưỡng sinh theo chỉ dẫn của chuyên gia. Tài tử cũng sử dụng lại mạng xã hội để gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân và khán giả đã động viên. Anh đồng thời lên tiếng bác bỏ về những tin đồn thất thiệt về mình thời gian qua. Sáng 22 tháng 7, Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn giao thông tại Đài Loan. Tài tử lái chiếc xe Tesla di chuyển trên đường chính Bắc thuộc phố Đào Viên, đột ngột lao vào cột điện. Do vụ va chạm mạnh, chiếc xe lập tức bốc cháy. Anh nhanh chóng được nhóm công nhân đang làm việc ở hiện trường phá cửa kính để kéo ra ngoài. Phía cảnh sát điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng hiện chưa công bố cụ thể. Sau hơn một tháng điều trị, Lâm Chí Dĩnh đã hoạt động trở lại trên mạng xã hội. Ngày 15 tháng 9 là sinh nhật lần thứ 13 của con trai lớn Kimi của anh. Do đó, anh đăng ảnh con với dòng chúc mừng. Kimi yêu quý của bố đã tròn 13 tuổi. Bố nhớ ngày tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? Con mới 3 tuổi rưỡi. Chúc con luôn khỏe mạnh, lớn lên an toàn và hạnh phúc. Vợ tài tử là Trần Nhược Nghi cũng chia sẻ trên mạng xã hội nhiều ảnh của con trai lớn và dành cho con những lời chúc ý nghĩa. Cô nói rằng, với gia đình, điều quan trọng nhất là được tụ họp bên nhau. Lâm Chí Dĩnh là nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan, anh được khán giả yêu thích sau hàng loạt phim điện ảnh, truyền hình như Bá Vương Học Đường, Tần Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm, Thiên Thần Tốc Độ, Thiên Ngoại Phi Tiên. Anh đăng ký kết hôn với người đẹp Trần Nhược Nghi Kelly Chen năm 2010, làm đám cưới năm 2013. Hiện có 3 con trai, Kimi, Jensen và Kishen. Những năm gần đây, anh ít đóng phim.